cái chuyện mà với một người có tâm địa ác độc, cái phản ứng đầu tiên của mình khi chạm địa người cứ đem tâm địa ác độc cho mình ghét rồi, mình bớt rồi, hay mình thay thái rồi, thì chỉ cái sai ông này ông qua tu hành gì hết, ông còn ác độc rồi tổn đạm, hay là bà cái không tu hành, hay là bà nọ là còn hại người này hại người kia, bà này kia, nó cũng có tâm địa ác độc thật á. Khi chạm mặt với một người có tâm địa ác độc, mình biết người ta có ác độc hay như mình nghĩ người ta ác độc, thì bây giờ người ta có ác độc thật đi nữa, khi chạm mặt với một người có tâm địa ác độc, tức là mỗi người bị sai khiến điều động bởi những điều ác hại bạo động và bởi những nỗi khổ đau, tôi sẽ muốn thương người ấy, người thật khó thấy, thật được người thấy là có kỳ cục, tôi sẽ muốn thương người ấy, nó có vô cùng hay không có biết. Tôi sẽ quý thương người ấy, người thật khó thấy. Rồi sao tôi sẽ quý thương người ấy, vì giống như mình, một người thật khó thấy, giống như mình tìm được một con tàng quý báu. Phải coi người ác độc cũng là một con tàng quý báu, để mình thực hành những việc đó là mật, quý báu thấy không? Tôi cứ hẳn ứng mình đầu tiên là không có ai, mình đừng có nghĩ là mình làm không được. Không, tôi nói đây là tôi nói tất cả, có trẻ đang nói luôn nữa. Rồi cái phản ứng của người mình á, bình thường là mình bị gặp ác độc mình tránh đi. Mình tránh là đàn ra rồi, người kia còn đứng là mình gây ghê lỗ lại, mình tâm hơi tâm hơi với họ nữa chứ. Rồi giờ mình còn bực bội bởi cũng được. Mất khó khăn. Nhưng mà bây giờ mình thấy tập làm sao, tôi sẽ như thế này. Mình thật khó thấy. Mình nói là đúng vậy mà. Nhưng mà bây giờ tập. Bây giờ khi mình sắp mình tập được á, thì mình thấy là mình có tiến bộ đó. Như là tôi á. Tôi đã có thôi người ấy, người thật khó thấy, giống như mình tìm được một khó tàng quý báu. Đúng không? Khó tàng quý báu đó, người có tâm địa ác độc. Tôi chém tâm thức từ chỗ đó. Thế là hỗn động lên, khen hổ kẻ khác. Khen những kẻ khác vì ghen ghét đấu kỵ. Không phải là giới một đằng là tôi một đằng. Nhưng mà tôi là giới là tôi. Đến loạn cao nữa không có tôi nữa mà chỉ có giới thôi. Mà đến loạn cao nữa là giới, tức là giác ngộ, không phải là phương tiện nữa giác ngộ, mà chính là giác ngộ. Rồi tự nhiên nó chuyển qua từng lúc như thế đó. Nhưng bây giờ cứ khi dũng quá thì mình phải đi những cái thông thường như thế này. Không được dành lấy cái tốt nhất cho riêng mình, không được biến thiên thần thành quỷ ma, không được mưu cầu vui sướng mà cách làm khổ người khác. Giới hướng niệm tâm hành cách oai nghi du già, vì mọi cơ sự sang bằng trở ngại bằng một môn. Đây là cái câu của Bồ Tát Hòa Thượng đây, nhưng mà sau đó chúng ta sẽ được giảng đầy đủ hết. Có hai hạnh sự nhập hành và hậu hành, chịu đựng cả hai mỗi khi đối chiến, đề phòng cả hai như tự hậu thân, luyện ba mức khó lường, thực hành ba nhân chánh, thuần thục ba thứ bất suy, tam nghiệp thanh tịnh, đối cảnh không tư vị, thanh luyện và bao trùm vạn pháp là quan yếu, lúc nào cũng tham quán trường hợp đặc thù, không tin cậy ngoại cảnh, tu chánh môn đời này không được diễn nghĩa một cách sai lầm. Trong diễn nghĩa kinh điển đó, bởi thế mà nói cái này và giữ riêng cho quý vị thọ Bồ Tát thôi, nhiều khi một câu đó mà mỗi người hiểu một cách khác nè. Không được diễn nghĩa cách sai lầm, không được bất chừng dẫn mảnh niệm tu, phá mê lầm bằng hai món điều nghiên và thăm cứu, không được khoa trương, không được sân hận, không được lay động, không cầu lòng tri ân. Nhưng chúng ta thấy những lời kệ của Hòa Thượng Bồ Tát ở đây, Chikawa đây, giống như đúc kết lại mấy cái giới luật Bồ Tát của Bồ Tát. Kết luận, sau khi phải chịu đựng khổ đau và bị mang tai mang tiếng, tôi có nhiều nguyện vọng, tôi có nhiều thiện nguyện. Đây là Hòa Thượng Bồ Tát nói, tôi đã được chỉ giáo cách ức chế ngã chấp, nay nếu tôi có chết đi, tôi sẽ không hối tiếc. Này để lại giống như một cái thi tụng di chúc cho đệ tử mà. Rồi sau đó là cái bài giảng của Hòa Thượng khác cũng người tạm lên, thì cái bài kệ ngắn như thế mà ngay cả những cái bài giảng này đã tách truyền nhau bao nhiêu năm, cả bao nhiêu thế kỷ nay, rồi tất cả mấy vị mà sư đại sư đạo sư đều học trong lòng hết đó. Đó thì